Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Nagri, trở thành cơn bão số 6 trong mùa mưa bão năm 2019. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng, thì bão số 6 này liên tục đổi hướng và hoạt động phức tạp trên Biển Đông. Chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 320 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, từ 60 đến 90 km h giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 11, vị trí tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 330 km về phía đông bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 220 km về phía đông bắc. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 240 km về phía tây bắc. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào đất liền, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên các khu vực phía Bắc Campuchia. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão số 6 có hướng đi dị thường. Do ảnh hưởng của trường dòng dẫn các tầng khí quyển trên cao, bão số 6 sẽ liên tục mạnh lên và thay đổi hướng đi, xu hướng di chuyển khó đoán. Do đó cơ quan khí tượng chưa thể đưa ra nhận định chính xác về kịch bản đổ bộ của bão số 6 khi đi vào đất liền nước ta.